Chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Bí ẩn rừng núi của mình. Hôm nay mình sẽ đi theo bác Tài đây, xuống nhà máy dăm keo, tức là nhà máy keo đó các bạn nha. Mời các bạn cùng đi theo mình xuống nhà máy keo để xem hoạt động của nhà máy keo như thế nào. Lâu nay thì đi review xe, chở keo hoài mà chưa đi xuống nhà máy để xem cái hoạt động của nhà máy keo cho các bạn xem như thế nào. Bây giờ mời các bạn cùng xem nhé.
Đang dừng đây để căng số lượng keo bao nhiêu. Xe đang căng các bạn nha. Xe nào cũng rửa hết keo à? Ai cho nó ướt nước đi vô dễ dễ ráp à? Bạn xem xe phía trước là nước đang tưới lên cái đống keo các bạn nha. Để vào trong kia là xe dễ ráp keo. Bên kia là xe nhà máy keo đó, làm gấp keo. Rồi bây giờ xe phía trước đã tưới hết keo rồi.
máy gấp, nghe em chỉnh cho các bạn nha. Xe thứ nhất đã xong rồi. Thank you.
vậy là anh em của tôi đã xong rồi các bạn nha. Định cho quay trong thuốc trong kia mà nó bảo vệ không cho. Bảo vệ nó không cho quay cho nên là